Dàn xếp đáng chê của Cbiz, Phu Chính báo Bạch Lộc, Cúc Tịnh Y có cũng như không. Ngoài tài năng, nhan sắc, một chút may mắn, thì dàn sao Hoa ngữ nếu muốn nổi tiếng, còn phụ thuộc rất nhiều vào khả năng của công ty quản lý hay sếp của họ. 1. Triệu Vi, Trương Chiết Hạn. Trương Chiết Hạn với vẻ ngoài điển trai cùng diễn xuất tạm ổn, đã nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Sau Vân Tịch Truyện, nam diễn viên càng trở nên nổi tiếng hơn nhờ bộ đam Mỹ Sơn Hà Lệnh. Ngỡ tưởng từ đây, con đường sự nghiệp của nam diễn viên rộng mở, lưu lượng tăng, đồng nghĩa với việc địa vị của anh sẽ nâng lên đáng kể. Nhưng không, loạn lùm xùm liên quan đến hình du lịch của anh đã khiến nam diễn viên phải giải nghệ. Nhưng thật ra, vụ của Trương Chiết Hạn chẳng đến mức làm anh bay khỏi Cbiz. Chủ yếu là do lùm xùm quá lớn của Triệu Vi trước đó ảnh hưởng đến nam diễn viên. Mà dù có thật như thế hay không, thì Triệu Vi đúng là một vị sếp bất ổn đối với Trương Chiết Hạn. Nếu không phải Triệu Vi gặp chuyện, Trương Chiết Hạn chắc cũng chẳng ra nông nỗi thế này. 2. Phạm Băng Băng, Bành Tiểu Nhiễm. Về dưới trướng Phạm Băng Băng, Bành Tiểu Nhiễm được cho là quá may mắn, bởi với nhan sắc, diễn xuất của mỹ nữ Đông Cung, cộng thêm tài nguyên lớn từ sếp, thì ngày mà Bành Tiểu Nhiễm lên hàng sao hạng A chắc chẳng xa. Đáng tiếc là vụ lùm xùm chấn động của Phạm Băng Băng đã khiến sự nghiệp của Bành Tiểu Nhiễm chững lại, Đông Cung khi đó còn bị ém lại không thể chiếu. May là sau này, khi vụ việc của nữ hoàng giải trí lắng xuống, Bành Tiểu Nhiễm mới có cơ hội tỏa sáng với Đông Cung. Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng không thể từ đó bật lên được, bởi khả năng nâng đỡ của Phạm Băng Băng đã không còn. Hiện tại, Bành Tiểu Nhiễm đã rời công ty của Phạm Băng Băng và tìm hướng đi mới, nhưng quãng thời gian tốt nhất của nàng Tiểu Phong đã qua rồi. 3. Ti Ba, Cúc Tịnh Y. Đối với người hâm mộ của Cúc Tịnh Y, thì công ty chủ quản của nữ idol quá vô dụng, chưa nói đến khoản hạn chế cung cấp tài nguyên, đến việc bảo vệ nghệ sĩ của mình cũng không thể, rõ ràng nhất là ở chuyện phiên vị trong Tiên Kiếm 4. So với Trần Chiết Viễn, Cúc Tịnh Y hơn rất nhiều mặt, vậy mà nữ idol vẫn không thể giữ phiên một, mà công ty của mỹ nữ 4.000 năm cũng im lặng, không hề lên tiếng lấy một câu để bảo vệ, dù cho fan của cô gọi khản cả cổ. 4. Vu Chính, Bạch Lộc. Thật ra Vu Chính rất có công trong việc nâng đỡ Bạch Lộc lên hàng lưu lượng, nhưng phải nói rằng, vị biên kịch vàng làm bao nhiêu thì phá bấy nhiêu, chuyên môn gây phiền phức. Đợt trước, Vu Chính không ngừng lên mạng xã hội nhai đi nhai lại chuyện Bạch Lộc là sao hạng A, làm netizen có ác cảm với nữ diễn viên. Đã thế còn đâm chọc, trên nhà này mỉa nhà kia, làm fan các nhà vừa ghét má Vu, vừa muốn né Bạch Lộc cho đỡ phiền. Tưởng sau loạt phát ngôn gây tranh cãi, khiến Bạch Lộc phải tức giận, thì Vu Chính đã lui về ở ẩn. Nhưng không, mới đây nhà sản xuất đình đám lại ngoi lên Weibo, nói chuyện về phiên vị, khiến người đại diện của Vương Hạc Đệ phải đáp trả. Cũng từ đây mà fan Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ lại tranh cãi chuyện phiên vị trong Dị Ái Vi Doanh, và tất cả cũng từ Vu Chính báo hại mà ra. Fan của Bạch Lộc hiện không ngừng cầu nguyện, mong Vu Chính bớt phá để idol họ được yên ổn. Đối tượng kết hôn của Dương Tử không phải Tiêu Chiến, mà là người ngoài ngành, Gia Thế Khủng. Là một trong những tiểu hòa đắt giá nhất Cbiz hiện nay, Dương Tử liên tục nhận được lời mời đóng phim mới. Mới đây, cô nàng đã hoàn thành xong những cảnh quay cuối cùng của Trường Tương Tư và chuẩn bị vào đoàn phim mới. Bên cạnh sự nghiệp vô cùng phát triển, chuyện tình cảm của Dương Tử cũng là đề tài được công chúng quan tâm. Sau khi Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn được lên sóng, Dương Tử và Tiêu Chiến liên tục được dân mạng đẩy thuyền đến với nhau. Dù liên tục vướng tin phim giả tình thật, song đến nay cặp đôi không hề thừa nhận chuyện tình cảm với nhau, thậm chí còn lên tiếng phủ nhận, khiến nhiều người không khỏi thất vọng. Mới đây, có blogger đăng bài cho biết, Dương Tử gần đây đã được bố sắp xếp cho đi xem mắt, đối tượng của cô nàng không phải là người trong giới giải trí. Được biết, đối phương là Phú Nhị Đại, và có gia thế không phải dạng vừa. Thông tin này vừa được đưa ra, đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Có ý kiến cho rằng, Dương Tử cũng đã đến tuổi hẹn hò, chuyện đi xem mắt cũng không có gì là bất ngờ cả. Tuy nhiên, cũng có người phản bác, thông tin trên không hề có căn cứ. Ai cũng biết đây là giai đoạn Dương Tử đang rất nổi tiếng, cô nàng chỉ tập trung phát triển sự nghiệp, nên việc đi xem mắt là không có khả năng. Dương Tử cũng đến tuổi có thể kết hôn rồi, có hẹn hò cũng là bình thường thôi mà. Dù có hẹn hò hay kết hôn thật, cũng ủng hộ quyết định của Dương Tử, mà mới chỉ là tin blogger đưa, không nên kỳ vọng quá nhiều. Nếu Dương Tử hẹn hò thật cũng tốt, tránh được mấy lời đồn vô căn cứ. Tiếc là không phải Tiêu Chiến, nhưng Dương Tử hẹn hò cũng được. Khả năng không cao lắm, Dương Tử đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp mạnh nhất, hẹn hò hay yêu đương đều khó. Hiện dân tình đang bàn tán xôn xao, liệu Dương Tử có thật sự đi xem mắt với Phú Nhị Đại hay không?
Cúc Tịnh Y bị hãm hại, nguyên nhân có liên quan đến Triệu Lộ Tư. Điền Hi Vi là một trong những tiểu hoa 9X đang rất được quan tâm của Cbiz. Mới đây, nhờ sự thành công của bộ phim Khanh Khanh Nhật Thường, cô nàng đã trở nên nổi tiếng hơn hẳn. Tuy nhiên, vừa chiếm được cảm tình của công chúng chưa lâu, Điền Hi Vi lại phải nhận vô số gạch đá vì thiếu tôn trọng đàn anh đàn chị trong giới giải trí. Vừa ăn no gạch đá vì mỉa mai Trương Nghệ Hưng, Điền Hi Vi lại tiếp tục gây tranh cãi khi cố ý đá đều Cúc Tịnh Y. Cụ thể mới đây, người đẹp 9X này đã tham gia buổi trả lời phỏng vấn của tạp chí GQ. Tại đây, cô nàng được hỏi rằng món đồ nào bắt buộc phải chuẩn bị khi đi thảm đỏ. Nữ diễn viên Khanh Khanh Nhật Thường đã trả lời rằng tóc giả cùng mẫu với mỹ nữ ngàn năm. Nếu theo dõi Cbiz lâu, hẳn nhiều người đều biết cụm từ mỹ nữ ngàn năm được anti-fan chuyên dùng để mỉa mai Cúc Tịnh Y. Việc Điền Hi Vi nhắc đến những chữ này chẳng khác nào công khai đá đều đàn chị. Trong khi đó, cùng là bẫy nhưng câu hỏi sau cô nàng lại biết cách tránh cực tốt. Phu Chính nói một câu không sai, Điền Hi Vi của bây giờ rất giống Triệu Lộ Tư, đều quen thói cọ nhiệt. Thấy cô đóng Khanh Khanh Nhiệt Thường cũng được yêu mến lắm, cơ mà hai lần phỏng vấn gần đây, như kiểu vào mặt fan vậy. Đó giờ không ngấm nổi vi rùa lẫn nét diễn của cô này, giờ cái nét còn vậy nữa, từ vụ bán thảm với Lý Lan Địch là mất hẳn duyên rồi. Cô này tâm cơ chứ không đơn giản đâu nhé, lần trước nói mỉa mai Dương Mịch, Triệu Lộ Tư, mới đây thì Trương Nghệ Hưng, và cuối cùng là Cúc Tịnh Y. Cúc Tịnh Y nằm yên mà cũng không tha nữa, tội ghê. Cái nét trà xanh này mất cảm tình quá, không thể yêu thương được. Hiện việc Điền Hi Vi đá đều Cúc Tịnh Y vẫn đang là chủ đề gây tranh cãi trên mạng. Hôn Triệu Lộ Tư đã là gì? Ngô Lỗi còn công khai làm điều ngọt ngào này với Châu Vũ Đồng. Mới đây, bộ đôi Châu Vũ Đồng và Ngô Lỗi đã cùng nhau tham gia một show giải trí nổi tiếng của Trung Quốc. Những hình ảnh tương tác của hai diễn viên nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả yêu mến họ. Được biết, lần tham gia show này của Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng cũng là để quảng bá cho bộ phim Tình Yêu Mà Thôi sắp công chiếu vào thời gian tới. Hai diễn viên tài năng đã có rất nhiều tương tác ngọt ngào và thân mật khi cùng xuất hiện chung trên một sân khấu. Trong loạt ảnh được netizen đăng tải, đáng chú ý nhất phải kể đến bức hình Ngô Lỗi tô son môi cho người yêu của mình. Anh chàng không chỉ rất chú tâm vào thử thách mình nhận được mà còn có những hành động, cử chỉ vô cùng đáng yêu khi thực hiện cùng đàn chị. Vì chênh lệch chiều cao cũng như để thuận tiện hơn, nên Ngô Lỗi đã phải tách chân mình ra để tương xứng với Châu Vũ Đồng lúc tô son. Hành động trên đã khiến cư dân mạng vô cùng thích thú, thậm chí nhiều người vì thế đã lập tức đẩy thuyền vì sự dễ thương này. Trời ơi, nhìn Ngô Lỗi đáng yêu quá đi, mặt anh ấy nghiêm túc chưa kìa. Chưa gì đã thấy phản ứng hóa học tung tóe rồi, phen này phim chiếu thì bùng nổ phải biết. Thêm một couple tôi nhất định sẽ đẩy thuyền, cảm giác phản ứng hóa học sẽ hơn đợt hợp tác với Triệu Lộ Tư nhiều. Ngoài cảnh Ngô Lỗi tô son cho chị đẹp, thì tôi còn khoái đoạn ổng bế đồng Châu Vũ Đồng lên nữa. Quá tình cảm, quá nhiều phản ứng hóa học, quá đỉnh. Được biết, Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng đang hợp tác với nhau trong dự án mang tên Tình Yêu Mà Thôi. Với loạt khoảnh khắc tình bể bình của cặp đôi chính được leak ra từ hậu trường của phim, khán giả kỳ vọng đây sẽ tiếp tục là một tác phẩm thành công và gây được tiếng vang của Ngô Lỗi. Có thông tin bộ phim sẽ lên sóng trong thời gian tới. Bắt gặp Trương Tịnh Nghi tay trong tay với người yêu Mỹ Nam, Trần Vy Vũ hết cơ hội. Thời gian gần đây, Trần Vy Vũ và Trương Tịnh Nghi đang là cặp đôi nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích của công chúng sau khi Trước Bật Lửa và Vái Công Chúa lên sóng. Nhờ thế mà dự án tiếp theo của Mỹ Nhân 9X, Người Đàn Ông Đến Từ Ngọn Lửa cũng trở thành đề tài hot trên mạng. Nam thần hợp tác với nàng tiểu hoa lần này là Hoàng Cảnh Du. Người Đàn Ông Đến Từ Ngọn Lửa vốn dĩ là dòng phim ngôn tình, nên đương nhiên sẽ không thiếu những cảnh thân thiết, tình tứ. Mới đây, hình ảnh Trương Tịnh Nghi nắm tay Hoàng Cảnh Du đi dạo phố, dò dỉ ra ngoài, đã nhận được nhiều lời khen ngợi của netizen. Phần đông đều cho rằng hai diễn viên đứng cạnh nhau trông khá xứng đôi với lứa, đồng thời bày tỏ sự mong đợi về ngày phim ra mắt. Nói thêm về Người Đàn Ông Đến Từ Ngọn Lửa, phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nhĩ Đông Thố Tử. Nội dung xoay quanh chuyện tình yêu của chàng lính cứu hỏa Lâm Lục Kiêu do Hoàng Cảnh Du thủ vai và nữ diễn viên xinh đẹp Nam Sơ do Trương Tịnh Nghi thể hiện. Về lịch phát sóng chính thức, hiện tại phía đoàn phim vẫn chưa đưa ra thông báo nào. Trước khi ghi dấu ấn trong lòng khán giả với vai diễn công chúa Chu Phận trong Trước Bật Lửa và Vái Công Chúa, Trương Tịnh Nghi từng được nhiều khán giả biết tới thông qua bộ phim Nhất Kiến Khuynh Tâm, hợp tác cùng Lý Thừa Ngân do Trần Tinh Húc thể hiện. Ngoài sở hữu kỹ năng diễn xuất tốt, có tiềm năng phát triển trong tương lai, netizen còn nhớ tới một Trương Tịnh Nghi có hậu thuẫn khủng,
khi có bố mẹ nuôi là hai ngôi sao kỳ cựu trong làng giải trí Hoa ngữ, Trần Khôn và Châu Tấn. Video đến đây là hết, hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất.